Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách cài đặt cái ứng dụng Microsoft Office 365. Đầu tiên là mọi người vào cái Google Chrome này, hoặc là em vào cái Cốc Cốc hoặc là các trình duyệt khác đều được. Mọi người vào cái trang địa chỉ này, mọi người đặt vào cái trang Google, đánh chữ Google. Sau khi vào được trang Google này rồi thì mọi người đánh chữ đây Microsoft 365. Sau khi vào được rồi thì mọi người nhớ truy cập vào trang web này. Đấy. Sau khi truy cập vào office.com này thì mọi người vào cái ba cái gạch của Chrome, ba cái chấm này này, tùy chỉnh Chrome này, không vào cái công cụ khác mình ấn vào tạo lối tắt. Thế sau khi đây rồi thì mọi người khóa cái này đi, viết mỗi chữ ba Microsoft 365 thôi. Ấn vào đây, mở dưới dạng cửa sổ. Thế mọi người ấn tạo thì lập tức ngay trên màn hình chính ta sẽ xuất hiện một cái Microsoft 365 đây. Đấy. Mọi giáo viên thì rất là tiện, ví dụ mình có thể ấn vào đăng nhập đây ngay, có thể đăng nhập tài khoản của Microsoft vào đây để có thể đăng những cái giao án điện tử của nhà trường lên đây. Cái video của mình đến đây là hết. Đấy, mọi người chú ý nhé. Cài rất đơn giản.